Những bí mật ít ai biết về thảm họa chìm tàu Titanic của 108 năm về trước. Vụ đắm tàu IMS Titanic là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu rời cảng Southampton, Anh hướng đến thành phố New York với 2.224 khách và thủy thủ, nhưng chỉ mang theo 20 thuyền cứu hộ, đủ chỗ cho 1.178 người. Theo thiết kế, Titanic phải mang theo 32 thuyền, nhưng chủ của nó, công ty White Star Line, cho rằng việc mang nhiều thuyền sẽ làm mất mỹ quan và IMS Titanic tàu không thể đắm. 23 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4, Titanic va phải băng trôi trên Đại Tây Dương, cách đảo Newfoundland, Canada khoảng 600 km về phía nam. Đến 2 giờ 20 phút ngày 15 tháng 4, tàu chìm khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Tàu tai nạn khi thời tiết đẹp. Vào ngày Titanic gặp nạn, thời tiết hoàn toàn bình thường, trời không gió, mặt biển tĩnh lặng như một tấm gương. Theo nhà khí tượng học Edward Lawrence, trong thời tiết hoàn hảo như vậy, chỉ một cơn sóng cũng gây tác động mạnh đến các sinh vật phù du bám quanh tảng băng trôi. Chúng sẽ phát sáng giúp các thủy thủ trên trạm quan sát của tàu biển phát hiện nguy hiểm. Thuyền phó khẳng định sự vắng mặt của sinh vật phù du là nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Ngoài ra, thời tiết quá hoàn hảo, nhiệt độ không tăng hay giảm đột ngột, khiến hệ thống báo ngừng hoạt động khi tàu tiến vào khu vực băng trôi. Các thủy thủ phát hiện tảng băng quá muộn nên tàu không kịp tránh và va chạm. Theo kết quả từ cuộc điều tra năm 1912, tàu Titanic có khoảng 37 giây để chuyển hướng. Sau khi chìm, gió lạnh khiến hy vọng sống sót của các hành khách càng thêm mong manh. Lửa cháy trong toàn bộ hành trình, lửa bắt đầu cháy trong hầm than trước khi Titanic bắt đầu hành trình định mệnh. Theo một cuộc điều tra của Anh, trong hành trình đến với thành phố New York, Mỹ, lửa vẫn cháy. Đây là hiểm họa đối với các thành viên trên tàu. Chúng tôi không thể dập tắt ngọn lửa. Ông chủ quyết định tăng tốc đến New York, lên kế hoạch sơ tán hành khách, vét hết than trong hầm rồi gọi đến thuyền cứu hỏa. Một nhân viên buồng đốt nói, tuy nhiên, Titanic va vào tảng băng trôi trước khi nó kịp tới New York. Thủy thủ khác khẳng định một ngày trước khi tàu gặp nạn, họ đã dập tắt ngọn lửa, thế nhưng hỏa hoạn vẫn xảy ra trong gần như toàn bộ hành trình. Đám cháy chưa hẳn đã nguy hiểm vì các hầm than vốn được làm bằng thép. Tuy nhiên, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Bruce Ismay, giám đốc điều hành của công ty White Star Line, cáo buộc chủ sở hữu tàu Titanic là ông J.B. Morgan đã buộc các thủy thủ tăng tốc độ của tàu lên mức tối đa để kịp đến New York và sơ tán hành khách trước khi vụ nổ xảy ra. Lời tiên đoán của một hành khách thành sự thật. Vào năm 1886, nhà báo William T. Stack sáng tác câu chuyện về con tàu đắm trên Đại Tây Dương sau một vụ va chạm. Hầu hết hành khách chết đuối do thiếu thuyền cứu hộ. Cốt truyện tập trung vào các quy định hàng hải lỏng lẻo, không buộc chủ tàu mang đủ thuyền cứu hộ cho tất cả mọi người. Năm 1892, Stack viết thêm một câu chuyện khác cùng chủ đề dựa trên con tàu chở khách Majestic của công ty White Star Line. Một âm thanh vang lên như thể tiếng nồi hơi đâm xuyên qua băng. Các chân vịt đang giữa những tảng băng. Hành khách thận trọng mò mẫm tiến đến bon tàu. Ẩm ướt và lạnh lẽo. Mỗi 30 giây, tiếng còi báo sương mù lại vang lên. Tiếng băng va vào hai bên mạn thuyền. Tiếng chân vịt lướt trên băng ác đi tiếng nói chuyện. Chợt ai đó hét lên, có băng trôi bên mạn phải. 20 năm sau, nhà văn thiệt mạng trong thảm họa Titanic. Thuyền trưởng Titanic thi trượt bài kiểm tra kỹ năng điều hướng. Thuyền trưởng tàu Titanic trở thành chủ đề trong vô số lời đồn kể từ khi thảm họa xảy ra. Nhiều người thậm chí còn tin rằng ông đã cứu sống một đứa bé trước khi bị chìm xuống Đại Tây Dương. Tuy nhiên, một số người khác khẳng định hình tượng anh hùng này không có thật. Thuyền trưởng Smith không những phớt lờ các cảnh báo về băng trôi, không điều chỉnh tốc độ tàu phù hợp mà còn cho phép thuyền cứu hộ rời tàu trong khi nó vẫn trống hơn khoảng một nửa. Thuyền đầu tiên chỉ chở 27 khách trong khi tải trọng của nó lên đến 65 người. Ông cũng không đưa ra yêu cầu rời tàu một cách rõ ràng, khiến hành khách không nhận thức về tính nghiêm trọng của tình hình lúc bấy giờ. Năm 2012, tờ Telegraph tiết lộ thông tin Smith từng thi trượt trong bài kiểm tra kỹ năng điều hướng đầu tiên, dù cuối cùng ông đã vượt qua kỳ thi vào năm 1888. Một số người tin rằng thất bại ban đầu là một điểm xấu. Mỉa mai hơn, trước thảm họa Titanic, Smith còn nhận danh hiệu thuyền trưởng của triệu phú nhờ vào danh tiếng đáng tin của ông.